Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, chào mừng các em đến với A Closer Look 2 của Unit 5 Natural Wonders of the World. Các em hãy mở trang 51 ra nhé. Sau đây chúng ta sẽ học về phần Grammar, ngữ pháp, Comparative and Superlative Adjectives, có nghĩa là tính từ dùng để so sánh hơn và so sánh nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài 1. V is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true or false. V đang đố về những kỳ quan của thế giới. Hãy đọc những câu sau và đoán xem là chúng đúng hay là sai. Nếu mà đúng thì sẽ là mình sẽ tích vào chữ T, và nếu sai mình sẽ tích vào chữ F nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu số 1. Mount Everest is the highest mountain in the world. Có nghĩa là gì nhỉ? Ngọn núi Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Cô nghĩ đây sẽ là một câu đúng, cho nên chúng ta sẽ tích vào O T, có nghĩa là true. Câu số 2 sẽ là Ba Bể Lake is the largest lake in Vietnam. Có nghĩa là hồ Ba Bể là hồ lớn nhất ở Việt Nam. Câu này các em đoán là gì nào? Đúng hay sai nhỉ? Cô sẽ đoán là đúng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu 3. Niagara Falls is the highest waterfall in the world. Niagara, thác nước. Niagara là thác nước cao nhất trên thế giới. Cô nghĩ đây cũng là một câu đúng, cho nên cô sẽ chọn 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 4. Chaco Beach is the longest beach in Vietnam. Có nghĩa là gì nhỉ? Bãi biển Chaco là bãi biển dài nhất ở Việt Nam. Cô nghĩ đây cũng sẽ là một câu đúng, cho nên cô sẽ chọn 2. Tiếp theo, The Amazon is the widest river in the world. Sông Amazon là sông rộng nhất trên thế giới. Cô nghĩ câu này cũng sẽ là một câu đúng. Và tiếp theo, câu số 6. The Sahara is the hottest desert in the world. Sa mạc Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới. Câu này cũng sẽ là một câu đúng. Khi tất cả những câu đều đúng thì chúng ta sẽ thấy một câu sai, phải không? Chúng ta sẽ thấy là có một câu sai. Cô nghĩ là cô sẽ xem xét lại câu số 3. Niagara Falls is the highest waterfall in the world. Có lẽ đây là một câu sai nhé. Để kiểm tra lại thì chúng ta sẽ sang bài số 2. Listen to V giving the answers to the quiz. Check your guesses. Hãy nghe V đưa ra câu trả lời cho bài đố phía trên và hãy kiểm tra những cái câu mà các em đã đoán. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay lại bài số 1 và cô sẽ bật phần audio lên để các em cùng kiểm tra nhé. Unit 5, page 51. A closer look to activity 2. Listen to V giving the answers to the quiz. Check your guesses. Okay, everyone. Number 1. Mount Everest is the highest mountain in the world. That's true. Number 2. Ba Bể Lake is the largest lake in Vietnam. That's also true. Number 3. Niagara Falls is the highest waterfall in the world. That is true. Oh, wait. Sorry. That's false. Next.
4. Draco Beach is the longest beach in Vietnam. It's true. Now number 5. The Amazon is the widest river in the world. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, the Sahara is the hottest desert in the world. That is true too. Vậy là chúng ta đã đoán đúng tất cả các câu rồi đúng không nào? Câu 3 ra đúng sẽ là false nhé. Câu số 5, bạn Vi đã đưa thêm một thông tin mới cho chúng ta. Sông Amazon chính là con sông rộng nhất trên thế giới, nhưng mà con sông dài nhất thì sẽ là sông Nin, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 3. Chúng ta có underlined all the words ending in EST in the quiz. Hãy gạch chân tất cả những từ mà kết thúc bằng đuôi EST ở trong bài đố ở phía trên. Chà, vậy chúng ta sẽ lại quay lại bài số 1 nhé. Đầu tiên chúng ta có từ highest. Từ highest kết thúc bằng EST đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ largest cũng kết thúc bằng EST. Tiếp theo chúng ta có highest ở câu số 3. Ở câu số 4 chúng ta có longest, đúng không nào? Ở câu số 5 chúng ta có widest. Và câu số 6 chúng ta có hottest. Vậy chúng ta hãy cùng đọc phần chú ý ở phía dưới này nhé. What do you notice about number 6 in V's quiz? Chúng ta hãy cùng quay lại câu số 6 nhé. Để xem câu số 6 có gì đặc biệt nào. Hottest có nghĩa là nóng nhất, đúng không nào? Nhưng các em thấy là ở đây có hai chữ T, đúng không nào? Hot, từ nguyên mẫu của nó là H-O-T, có nghĩa là nóng, đúng không? Nhưng khi thêm đuôi E-S-T vào, nó bắt buộc phải gấp đôi phụ âm cuối cùng là chữ T lên. Nên chúng ta có hai chữ T ở đây. Chúng ta sẽ có một quy tắc như sau. Consonants are doubled in adjectives with short vowel sounds. Can you think of more examples? Phụ âm thì sẽ được gấp đôi lên ở những tính từ mà có short vowel sounds, có nghĩa là có phụ âm ngắn. Ví dụ như là từ hot, chúng ta có một phụ âm, một nguyên âm, cô xin lỗi nhé, một nguyên âm ngắn. Chúng ta có nguyên âm, ví dụ như từ hot, chúng ta có nguyên âm O ở đây đúng không nào? Và sau đó là chữ T là phụ âm. Vì chữ O là một nguyên âm ngắn, cho nên chữ T này sẽ được gấp đôi lên và sau đó thêm đuôi EST. Những ví dụ khác như là từ big, đúng không nào? Chuyển sang sẽ là biggest. Các em sẽ phải gấp đôi phụ âm G lên. Chúng ta có thể có từ sad, có nghĩa là buồn. Và chúng ta cũng sẽ phải gấp đôi phụ âm D lên. Saddest, buồn nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với bài số 4. Complete the table with the comparatives and superlatives. Hãy hoàn thành cái bảng sau với thể so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ. Đầu tiên chúng ta có irregular adjectives, có nghĩa là những tính từ bất quy tắc. Chúng ta có tính từ good, có nghĩa là tốt, và bad, có nghĩa là xấu hoặc là tệ, đúng không nào? Good, khi mà so sánh hơn, chúng ta sẽ có better, đúng không nào? Và so sánh nhất của good sẽ là best, có nghĩa là tốt nhất hoặc là giỏi nhất. Với từ bad, chúng ta có so sánh hơn là worse. Và so sánh nhất của bad sẽ là worst. Worst có nghĩa là tệ nhất hoặc là xấu nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ có short adjectives, có nghĩa là tính từ ngắn.
chúng ta có tall có nghĩa là cao. So sánh hơn của tall sẽ là taller. Và so sánh nhất sẽ là tallest. Tiếp theo chúng ta có từ long có nghĩa là dài. So sánh hơn sẽ là longer. Và so sánh nhất sẽ là longest. Tiếp theo chúng ta có từ wide có nghĩa là rộng. So sánh hơn sẽ là wider. Và so sánh nhất sẽ là widest. Các em chú ý tại vì từ wide kết thúc bằng chữ e rồi nên chúng ta chỉ cần thêm r ở thể so sánh hơn và st ở thể so sánh nhất nữa thôi. Tiếp theo chúng ta có từ large. Từ large có nghĩa là rộng, lớn và nó cũng kết thúc bằng chữ e nên khi so sánh hơn chúng ta chỉ cần thêm chữ r vào nữa thôi. Chúng ta sẽ có larger là rộng hơn và chúng ta có largest là rộng nhất. Tiếp theo chúng ta có từ hot. Hot nghĩa là nóng và so sánh hơn là hotter. Chúng ta phải gấp đôi phụ âm t lên. Và so sánh nhất sẽ là hottest. Chúng ta vẫn sẽ gấp đôi phụ âm t nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong bài số 4 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 5. Cô mời các em sang trang 52 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 5. Now V is talking about all the amazing places. Complete the passage. Bây giờ V đang nói về những nơi tuyệt vời khác. Hãy hoàn thành đoạn văn dưới đây. Chúng ta có đoạn văn đây. Và chúng ta sẽ vừa làm vừa dịch ra nhé. Did you know Libya in Africa? Bạn có biết là Libya ở châu Phi là hot, là một đất nước nóng nhất trên thế giới đúng không nào? The hottest country in the world. Các em nhớ gấp đôi phụ âm T lên nhé. Is the hottest country in the world. Is nó than, ở đây có từ than thì chúng ta biết chắc là so sánh hơn rồi đúng không nào? It's hotter. It's hotter than any other country. Đất nước này nóng hơn bất cứ đất nước nào khác. How about the coldest? Đúng không nào? Còn đất nước lạnh nhất thì sao? Antarctica is the coldest place in the world. Antarctica có nghĩa là châu Nam Cực đúng không nào? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. It's even colder. Nó thậm chí còn lạnh hơn Russia có nghĩa là Nga. Nó thậm chí còn lạnh hơn Nga nữa. The big desert in the world is the Sahara. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là sa mạc Sahara. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ điền vào câu số 6 là biggest. Các em nhớ là phải gấp đôi phụ âm G lên nhé. The biggest desert in the world is the Sahara. Tiếp theo, chúng ta có now you know the highest mountain is called Mount Everest. Highest, đúng không nào? Và bạn đã biết ngọn núi cao nhất thì được gọi là núi Everest. Did you know it's in Nepal? Bạn có biết là nó ở Nepal không? Nepal is smaller than India, but I think it's more beautiful. Smaller. Nepal thì nhỏ hơn Ấn Độ, nhưng mà tớ thì nghĩ nó đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã cùng làm xong bài số 5 rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 6. Cut up some pieces of paper, write the names of some famous places on them.
Work in groups and make sentences about the places. Hãy cắt ra một vài mảnh giấy. Hãy viết tên của những nơi nổi tiếng lên trên những mảnh giấy. Và sau đó làm việc theo nhóm và tạo ra những câu về những nơi đó. Chúng ta có một ví dụ ở đây. The West Lake có nghĩa là Hồ Tây đúng không nào? The West Lake is the largest lake in Hà Nội. Hồ Tây là hồ lớn nhất ở Hà Nội. Tiếp theo các em có thể cùng với bạn mình để chọn ra những nơi nổi tiếng và viết về những nơi đấy. Cô có một số câu mẫu cho các em. Đầu tiên sẽ là Hạ Long Bay có nghĩa là Vịnh Hạ Long đúng không nào? Hạ Long Bay is in the north of Vietnam. Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long thì ở miền Bắc của Việt Nam, đúng không nào? Tiếp theo có Opera House có nghĩa là nhà hát opera. The Opera House is the most famous place in Australia. Nhà hát opera là nơi nổi tiếng nhất ở Australia, ở Úc, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có Amazon River là sông Amazon. Amazon River is the widest one in the world. Sông Amazon là sông rộng nhất trên thế giới. Đây chỉ là ba câu mẫu mà cô làm thôi. Nên các em hoàn toàn có thể chọn những nơi khác và dựa vào kiến thức cũng như trí tưởng tượng của mình để viết thêm về những nơi đó nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ học về modal verbs. Tiếp theo chúng ta sẽ học về modal verbs. Must có nghĩa là động từ khiếm khuyết. Must. Must có nghĩa là phải. Must is an order. Có nghĩa là must là một mệnh lệnh. I, you, he, she, it, you, we, they. Các đại từ nhân xưng này đều đi với must và must không thay đổi. Và must thêm not chúng ta sẽ được viết tắt là mustn't. Must có nghĩa là phải, vậy thì mustn't có nghĩa là không phải. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 7. V is giving my some feedback. Read and underline the forms of must. V đang đưa một vài nhận xét cho Mai. Hãy đọc và gạch chân những chỗ mà dùng cấu trúc must đúng không nào? Geography Club feedback. Câu lạc bộ địa lý feedback là nhận xét. Mai, về Mai. You must arrive on time. Có nghĩa là bạn phải đến đúng giờ. That's very important that you mustn't be late. Một điều rất quan trọng là bạn không được đi muộn. Planned to arrive 10 minutes early so that you are always on time. Hãy lên kế hoạch là đi sớm 10 phút để bạn sẽ luôn luôn đúng giờ, đúng không nào? Chúng ta có must arrive. Tiếp theo chúng ta có mustn't be late. Và tiếp theo chúng ta có chúng ta sẽ chỉ có hai chỗ dùng must arrive và mustn't be late thôi. Từ đây chúng ta có thể suy ra cấu trúc must và mustn't sẽ đi với một động từ nguyên mẫu đúng không nào? Động từ nguyên mẫu không có to và cũng sẽ không chia. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 8 nhé. Bài số 8 sẽ là bài cuối cùng của A Closer Look 2. Chúng ta có Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates. Hãy nhìn vào những quy tắc, những luật lệ ở trong lớp học ở phía dưới đúng không nào? Hãy viết một vài luật lệ quy tắc cho bạn và bạn cùng lớp của các em. Chúng ta có câu đầu tiên là We must arrive on time. Chúng ta phải đến đúng giờ. We mustn't pick flowers in a school garden. Chúng ta không được hái hoa, đúng không nào? Ở trong
vườn của trường. Câu số 3 chúng ta có thể viết là We must clean the board every day. Chúng ta phải lau bảng mỗi ngày. Câu số 4 là we mustn't, là chúng ta không được. Chúng ta có thể viết như sau: We mustn't talk in class. Chúng ta không được nói chuyện ở trong lớp học. Và câu số 5, we must do homework. Chúng ta phải làm bài tập về nhà. Câu số 6, we mustn't litter on the room floor. Chúng ta không được xả rác trên sàn của phòng học. Vậy là chúng ta đã làm xong bài số 8 rồi đúng không nào? Các em có thể viết những câu khác so với cô nhé. Tại vì đây là những câu mẫu mà thôi. Nên các em có thể tự suy nghĩ và tưởng tượng ra những câu khác nhé. Đến đây cũng là phần kết thúc của A Closer Look 2 Unit 5. Cô hẹn các em ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.